quý vị, mê tín dị đoan trong xã hội ngày nay vẫn thường gây ra những mất mát, thậm chí đau thương về thể xác lẫn tinh thần do nhiều người đặt quá nhiều niềm tin vào những chuyện hoang đường. Liên quan đến chuyện mê tín dị đoan, một vụ án chết người đau lòng vừa xảy ra tại một gia đình ở tỉnh Tây Ninh. Ngày 1 tháng 11 năm 2023, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Mai Thị Nhớ, 50 tuổi, ngụ phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng, cùng người em ruột là Mai Thị Tuyền, 43 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, để điều tra về hành vi giết người. Hai bị can Mai Thị Nhớ và Mai Thị Tuyền được cơ quan công an xác định có liên quan đến vụ tử vong của hai cha con từ chuyện mê tín dị đoan. Theo điều tra ban đầu, lúc 18 giờ 30 phút ngày 23 tháng 10, tại nhà người mẹ 74 tuổi, ngụ ấp Thuận Lợi, xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng, bị can Mai Thị Nhớ có biểu hiện hoang tưởng, nói rằng người cha đã chết, nhập hồn vào bị can này và cho biết người con 30 tuổi là người con thứ 11 của gia đình, cùng con trai 2 tuổi bị người khác bỏ bùa nên phải tập hợp con, cháu về nhà người mẹ lớn tuổi để làm lễ xá tội, giải bùa. Sau đó, bị can Nhớ gọi cho tất cả các anh em, con cháu trong gia đình, gồm có 22 người tập trung về nhà. Tại đây, bị can này đóng cửa nhà lại và cùng với bị can Tuyền là người em thứ 6 đốt nhang làm lễ. Còn anh em, con cháu thì quỳ lại. Trong quá trình làm lễ, hai bị can Nhớ và Tuyền nói có quỷ nhập về nên yêu cầu tất cả mọi người trong gia đình trùm mền nằm dưới sàn nhà để tiến hành lễ cúng. Ban đầu, bị can Mai Thị Nhớ nói rằng có 6 người trong số 22 người tập trung trong căn nhà, trong gia đình bị quỷ nhập nên để bị can Nhớ làm phép bằng cách dùng muỗng cậy miệng từng người, đổ rượu, mớm trái cam cho ăn và dùng nhang đang cháy hơ xung quanh người, thổi hơi nóng, đồng thời dụi nhang đang cháy vào miệng. Tiếp đó, bị can Nhớ còn dùng tay đánh vào ngực, mặt để giải bùa. Sau khi làm phép, bị can Nhớ yêu cầu mọi người không được ra ngoài vì quỷ sẽ nhập vào người trở lại. Trong lúc bị can Mai Thị Nhớ giải bùa thì bị can Tuyền dùng dao múa chặt chém các đồ vật trong nhà để hỗ trợ cho việc làm phép. Đến 10 giờ ngày 24 tháng 10, bị can Nhớ cho rằng hai cha con người con thứ 11 trong gia đình đã bị quỷ nhập trở lại nên yêu cầu bị can Tuyền tiếp tục đề ra làm phép. Lần này, ngoài việc đổ rượu, nước trà, nước cam, hai bị can Nhớ và Tuyền còn nhét đầu lọc thuốc lá vào miệng, dùng tay móc họng để cho hai cha con nôn ói ra ngoài. Mặc cho cháu bé dãy dụa, hai bị can này vẫn tiếp tục thực hiện việc này nhiều lần đến khi nạn nhân nằm bất động. Sau đó, cả hai quay sang làm phép tiếp cho người cha đến khi người này tử vong. Sau khi phát hiện hai cha con tử vong, mọi người trong nhà đã hốt hoảng tông cửa bỏ chạy ra ngoài và báo công an. Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cùng Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp và các phòng nghiệp vụ công an đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra xác minh vụ án mạng. Hiện vụ giải bùa trong gia đình làm chết hai người này đang được Công an tỉnh Tây Ninh điều tra, làm rõ. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan cùng các tin tức mới nhất tại địa chỉ thanhniên.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.